Đây là bài 2 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của hội quán Tam Thế. Tí ở cửa. Bài 2. Hãy nhớ nói to và rõ trong cả quá trình học. Hãy chú ý sửa phát âm dần dần theo người dạy. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chào bạn, với ý thông thường. Ni hao. Chào anh, chào ngài, với ý tôn trọng. Nín hảo. Nín hảo. Bây giờ hãy nghe từ mời, xin. Chỉnh. Chỉnh. Hãy thử nói với cấp trên mới của bạn với ý rất tôn trọng. Xin mời anh, nguyên văn là ngài xin mời. Nín chỉnh. Nín. Nín. Chỉnh. Chỉnh. Nín chỉnh. Nín chỉnh. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ vào. Chỉnh. Chỉnh. Mời vào. Chỉnh chỉnh. Chỉnh chỉnh. Mời anh vào với ý rất lịch sự. Nguyên văn là ngài mời vào. Nín chỉnh chỉnh. Nín chỉnh chỉnh. Nín. Chỉnh. Chỉnh. Nín chỉnh chỉnh. Nín chỉnh chỉnh. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ cảm ơn. Xie xie. 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 Xie xie. Xie xie. Từ này gồm thanh bốn và thanh nhẹ. Cảm ơn chị với ý bình thường. Xie xie nǐ. Xie xie. Nǐ. Xie xie nǐ. Xie xie nǐ. Cảm ơn chị với đối tượng là người bạn đặc biệt kính trọng. 谢谢您. 谢谢. 您. 谢谢您. 谢谢您. Hãy nhắc lại chào chị với ý đặc biệt tôn trọng. 您好. 您好. Xin chào, chào bạn với ý bình thường. 你好. 你好. Mời vào. 请进. 请进. Cảm ơn. 谢谢. 谢谢. Cảm ơn bạn. 谢谢你. 谢谢你. Cảm ơn anh với ý đặc biệt tôn trọng. 谢谢您. 谢谢您. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977 309 925 để đăng ký học hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.